Sáng ngày 3 tháng 6, người dân đi qua cầu Khai Chươi, một nhánh của sông Ngàn Chươi, khu vực giáp danh giữa tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang và thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, phát hiện hàng chục con heo chết trôi trên sông. Sự việc nhanh chóng được thông báo đến chính quyền thị trấn Vũ Quang, cử người đến hiện trường để trục vớt số heo chết và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bà Lê Thị Ngọc Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vũ Quang, cho biết từ 9 giờ sáng nay chính quyền thị trấn cử cán bộ phối hợp với xã Thọ Điền trục vớt được hơn 20 con heo. Heo chết bị thả trôi sông có trọng lượng khoảng 20-40 kg con. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục đi dọc bờ sông để tìm heo chết trục vớt tránh ô nhiễm môi trường, bà Chiến nói. Về nguyên nhân, bà Chiến cho biết bước đầu xác định có một chiếc xe tải ngoài địa bàn chở heo chết đến thả xuống sông. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra để làm rõ.